Vâng, có lẽ nhắc đến với cái tầm tiền 260 triệu mà chúng ta bỏ ra thì chúng ta sẽ mua được cái dòng xe gì mà 7 chỗ. Thì trong ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu cho quý vị các bạn, đây là một mẫu xe Hyundai Santa Fe. Và nhắc đến từ Hyundai Santa Fe thì chúng ta có thể biết được từ lịch sử của chúng nó. Dòng Hyundai Santa Fe là một dòng xe mà sử dụng đến 90% là những chiếc xe sử dụng máy dầu, và rất là ít những dòng xe mà sử dụng máy xăng cho dòng xe Hyundai Santa Fe này. Thì bắt đầu nguồn từ 2003 là bắt đầu là có Hyundai Santa Fe. Mà Hyundai Santa Fe thì nó sẽ chia làm hai bản, và nó sẽ có bản gọi là bản thiếu và bản đủ. Thì tí nữa vào phần chi tiết thì em sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn có thể biết được bản thiếu và bản đủ nó khác nhau ở những gì. Nhưng trước màn hình của chúng ta đây là một mẫu xe Hyundai Santa Fe mà với bản đủ, nó còn là bản MLX, chính là bản full của nó. Và chiếc xe này thì em mới mua được về trong ngày hôm nay, và hiện tại thì cũng chưa về đến nhà. Thì cũng tiện là đỗ vào quán cơm để ăn cơm nghỉ trưa thì em tiện em quay luôn chiếc xe này. Chính vì vậy nhưng trong ngày hôm nay các bạn có thể nhìn thấy là không có biển. Vâng, mẫu xe này thì em đã chạy được tầm khoảng 600 cây số mà hoàn toàn chưa có vấn đề gì xảy ra với nó, và chạy cực kỳ mượt mà và chạy cực kỳ êm. Đối với Hyundai Santa Fe này thì thực sự cái cỗ máy dầu của nó là một cái mà chúng ta đang nói nhất ở trên dòng xe này. Bởi vì dòng Hyundai này, nhất là đối với dòng Santa Fe, máy dầu thì nổ rất là êm và chạy rất là khỏe và rất là ổn định. Các bác có thể nhìn thấy được thì từ bọn đời 2003 này thì nó vẫn là cái form đời đầu của nó. Chính vì thế nó thiết kế nó cũng không có gì quá là đặc sắc. Chỉ có những chiếc xe đời mới thì chúng ta mới nhìn thấy nó đẹp. Ví dụ như đời 2007, 2008 thì chúng ta nhìn thấy được là cái form của nó rất là khác và nó rất là đẹp. Nhưng về cơ bản 260 triệu bỏ ra thì mẫu xe này thì nó dám so sánh với Ford Everest, mà nó chất lượng hơn Ford Everest rất là nhiều. Tuy Ford Everest tầm 2005 hoặc 2006 với phiên bản form cũ và máy dầu một cầu thì nó cũng tầm khung giá như chiếc xe này, nhưng nó lại không tiện nghi và không hiện đại như chiếc xe này. Chúng ta có thể kể đến như ở phần đầu xe, nó thiết kế có những cái đặc điểm nhấn chung của mẫu xe Santa Fe đời đầu này. Nó hơi có tròn tròn như cặp mắt đèn và đèn sương mù các bác nhìn thấy được, và mảng cản cơ răng nó thiết kế cũng khá là chân chu. Chiều ngang của chiếc xe này như em đánh giá là đây là một chiếc xe cũng không quá là dài, nó cũng khá là nhỏ gọn thôi. Nó thiết kế để cho chúng ta cũng có thể rất là phù hợp để chúng ta có thể đi trong nội đô, trong thành phố, bởi vì nó không dài, không quá dài. Ví dụ như Ford Everest thì nó về phần ghế ngồi 7 chỗ thì nó lại rộng rãi hơn so với cái dòng xe này, mà nó chỉ rộng hơn ở hàng ghế sau cùng. Nhưng mẫu xe Santa Fe này thì nó hạn chế ở cái phần ghế sau cùng của nó hơi nhỏ hẹp một chút. Nhưng nếu mà gia đình mà có nhu cầu sử dụng chiếc xe 5 chỗ thì đây nữa chính là một chiếc xe cực kỳ rộng rãi và cực kỳ thoải mái. Đối với chiều ngang của chiếc xe này thì em được đánh giá đó chính là nó rất là nhiều những cái đường dọc nổi, ví dụ như phần gân ở trên đầu và phần ốp của nó thiết kế tạo cho những chiếc xe mà tổng thành thân xe nó rất là những cái điểm nó gồ ghề, nó uốn lượn, nó tạo cho chiếc xe mềm mại hơn và nhìn nó đẹp mắt hơn. Thì đối với phần lốp của xe, các bác thì nhìn được xe trang bị cho mình đó chính là lăm của lốp Na Răng với thông số lốp là R16 rất là rộng. Các bác có thể nhìn thấy được nó rộng đến tầm khoảng 20 phân nếu mà đo cái chiều ngang của lốp này, và chiều cao của nó thì thực sự là nó rất là to, và nó có thể
neo được trên những cái con đường mà có thể nói xấu nhất và nhiều sỏi đá nhất, và có thậm chí có thể nội nước được khá là sâu. Và các bác có thể nhìn thấy gầm của nó cao đến tầm khoảng 30 phân đối với gầm của Santa Fe này. Tại vì sao dòng Santa Fe này nó chính là một trong những cái dòng xe mà nó phù hợp để cho anh em có thể đi công trình hoặc đi công trường, và có thể đi được những cái nơi mà nó gồ ghề và khó khăn nhất. Và đặc biệt hơn nữa là dòng Santa Fe này nó thiết kế được cái phần thân vỏ của nó là cực kỳ chắc chắn. Từ 2003 cho đến nay đối với chiếc xe này, và cho đến thời điểm hiện tại, đây là một chiếc xe mới mua về mà chưa phải đụng chạm bất cứ một cái gì dù nhỏ nhất trên chiếc xe. Nhưng về tổng thành chiếc xe này thì nó quá là mượt mà. Nhìn các bác có thể nhìn thấy được là form nó rất là căng. Và có thể nói đây là một chiếc xe mà chủ xe là cũng khá là dữ. Thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đi về phần sau của chiếc xe để chúng ta có thể nhìn thấy được là cái phần sau xe nó còn đẹp hay không, và nó thiết kế như thế nào. Thì ngay bây giờ quý vị và các bạn sẽ đi đến phần sau xe. Thì về phần đuôi xe thì các bác có thể nhìn thấy được thì nó cũng không quá là đặc biệt. Nhưng mẫu xe này nó cũng có trang bị cho mình, đó chính là cảm biến lùi. Nó rất là an toàn, khi chúng ta lùi mà chuẩn bị sát vào với cái vật cản gì đó thì nó sẽ báo hiệu cho các bác ngay một trong cái quả loa nó nhỏ nhỏ trên đầu, trên mặt táp nô của xe, nó để báo hiệu cho chúng ta có thể biết được chúng ta sắp sát đi lùi vào một cái vật cản nào đó. Và xe cũng trang bị cho mình đó chính là camera lùi rồi. Chủ xe đã đổ camera lùi rồi, mà xe cũng có trang bị cho mình đó chính là màn hình VCD xử lý màu vô cùng sắc nét. Và với Santa Fe Gold thì chắc hẳn đi ra ngoài đường thì ai là cũng đều biết cái thương hiệu của dòng xe này rồi, cho nên em cũng không bàn về nhiều nữa. Thì mở phần cốp lên chúng ta có thể nhìn thấy được là tay nắm mở lên nhìn cũng khá là hiện đại. Và phần sau xe các bác có thể nhìn thấy được đó chính là một hàng ghế sau cùng của chiếc xe. Như em đã nói là dòng Santa Fe này nó một dòng xe nếu mà để 5 người ngồi thì nó cực kỳ rộng rãi, cực kỳ thoải mái. Phần cốp của nó rất là rộng và rất là thoải mái, khi chúng ta có thể để đồ bên trong, để được rất nhiều đồ luôn. Thì các bác có thể nhìn thấy được, nhưng nếu chúng ta mà chở 7 người thì bắt buộc là 2 người là phải ra đằng sau này. Tại vì sao tôi nói là chiếc xe này phù hợp cho công trình? Bởi vì khi chúng ta đi 7 người thì đôi khi là chúng ta không cần quá phải lịch sự, mà chúng ta chỉ cần những cái gì nó tiện nghi nhất thôi. Ví dụ như cái phần hàng ghế này thì chúng ta sẽ phải bước đằng sau này lên, và chúng ta sẽ ngồi lên phần trên này. Và ở phần cốp này nó sẽ có một phần mở cửa để cho người ngồi ra. Và chúng ta muốn để đồ thì chúng ta chỉ cần úp cái phần ghế này xuống thì các bác có thể nhìn thấy được. Đó chính là một bộ cốp, các bác nhìn thấy ngay, rất là rộng, cực kỳ thanh thang luôn. Các bác có thể để được rất là nhiều đồ, có thể nói để được cả cái thùng phi bên trong luôn. Đấy là nói đơn giản. Và đây là một chiếc xe mà em khẳng định với các bác là hoàn toàn không đụng và không ngập nước gì cả. Chính vì vậy là em sẽ không quay về phần những chi tiết về những cái phần keo chỉ và cũng như là về những cái phần đường dập nối. Vâng, thì ngay bây giờ thì chẳng phải chờ lâu nữa, thì ngay bây giờ em sẽ quay đến phần nội thất để cho các bác có thể nhìn thấy được mẫu xe này là một dòng xe nó thiết kế đẹp hay không, và từ 2003 đến nay nó giữ được như thế nào. Thì ngay bây giờ xin mời anh em cùng vào phần nội thất để như các bác có thể nhìn thấy được. Đây chính là một cái tiện nghi nhất đối với dòng Hyundai Santa Fe bản đủ này, thì ghế lái sẽ có là chỉnh điện cực kỳ nhàn nhã, và nghiêng đằng trước, nghiêng đằng sau cực kỳ đơn giản thôi. Và chiếc xe cũng có trang bị cho mình đó chính là hai túi khí đối với phiên bản đủ, và phiên bản thiếu nó chỉ có một túi khí, đó chính là túi khí vô lăng. Nhưng đối với bản đủ này thì nó sẽ bên phụ nó sẽ có một cái túi khí nữa, cực kỳ nhàn. Và chiếc xe cũng có trang bị cho mình đó chính là một bộ tổng nâng hạ kính, và có chế độ auto ở phần kính lái, và sẽ có những cái chế độ như đóng khóa, mở cửa và chốt cửa an toàn, và tích hợp theo đó chính là gương hoàn toàn là chỉnh điện và có chế độ gập điện tự động. Và điều hòa chúng nó, các bác có thể nhìn được như các dòng xe khác thì điều hòa nó sẽ nằm ở phần trên này, tập trung ở phần trên này. Nhưng đối với dòng Hyundai Santa Fe thì nó sẽ có một cái ống xả ở đây để nó tiếp hơi gió, nó ở bên cạnh má này, mà nhìn nó thiết kế khá là đẹp. Thì đối với dòng này thì các bác có thể nhìn thấy được là nhựa của nó từ 2003 đến nay mà bọn em mua về mà chưa tẩy dọn gì cả, nhưng mà nhìn thấy nó rất là nuột, rất là cứng cáp. Có thể nói là đây là một cái mẫu xe mà với tầm tiền như vậy thì thực sự chúng ta nên suy nghĩ. Và đối với dòng Hyundai Santa Fe bản đủ này thì nó cũng sẽ có trang bị cho mình đó chính là một cái chức năng mà chúng ta ai cũng rất là thích nó, đó chính là chức năng hỗ trợ đổ đèo. Và cũng có một câu nói nữa, đó là chức năng cân bằng điện tử. Vâng, đó chính là ở phần trên đầu này, khi chúng ta nổ máy lên, ngay bây giờ em sẽ nổ máy lên cho các bác có thể nhìn thấy được. Khi chúng ta nổ máy lên thì chúng ta di chuyển thì cái phần đồng hồ này nó sẽ tự động di chuyển,
Và khi chúng ta nghiêng bao nhiêu độ thì nào là cái phần điện tử nó sẽ tự động điều khiển đến hộp, và hộp sẽ tự động bơm dầu vào cái bên nào mà nó có độ nghiêng mạnh để nó tạo cho chiếc xe nó có cân bằng hơn. Và đối với bàn đủ nữa thì các bác có thể nhìn thấy được là điều hòa của chiếc xe nó hoàn toàn là điều hòa sử dụng chế độ auto và không sử dụng chế độ cơ. Nhưng những cái phiên bản mà bản thiếu thì sẽ có nó là điều hòa cơ rồi, nó không có chế độ auto. Và các bác có thể nhìn thấy được là mẫu xe này nó lại được cái hay như các dòng xe đời cao nữa là nó lại có cả cửa lóc. Vâng, rất là nhàn nhã. Chúng ta chỉ bấm một nút ấn thôi là cửa lóc bắt đầu mở ra, nhìn cực kỳ thoáng và chúng ta có thể lấy gió ngoài. Rất là đơn giản. Và đây là một chiếc xe mà gia đình sử dụng, mà có thể nói đây là chiếc xe không phải là những anh em đi công trường. Chính vì vậy là chiếc xe nó còn giữ được khá là mới và cũng khá là đẹp. Nó đơn giản như những phần nỉ trần và những cái phần chống chói, che chói, vài che chói ở phần kính lái, nó không bị bẩn, đồng nghĩa với là người ta ít phải gập vào. Mà đối với anh em công trình thì đôi khi là bàn tay nó không được sạch sẽ cho lắm thì người ta cầm vào thì đôi khi nó rất là bẩn. Mà nỉ được giữ khá là nhiều ở về phần cột lái hai bên đằng trước thì nó hoàn toàn giữ được nỉ, thì đấy chính là một cái cũng rất là quý. Và các bác có thể biết được là con này thì nó đề rất là dễ, dòng Hyundai Santa Fe nó không, chúng ta không cần phải sử dụng đến sấy mà chúng ta chỉ cần đề một phát là bắt đầu nó ăn ngay, rất là đơn giản. Và với sự tự động thì rất là bầu bĩnh mà chúng ta vào số rất là nhàn nhã. Đối với chị em phụ nữ ngồi lên dòng xe này thì cũng đi cũng rất là nhàn thôi, nhưng đối với dòng Santa Fe này thì thường là sử dụng cho phái mạnh nhiều hơn. Có thể nói ngồi trên chiếc xe thì có một cái cảm giác cũng khá là rộng và rất là cao ráo. Khi chúng ta ngồi trên chiếc xe này chúng ta có một cảm giác lái vô cùng là chắc chắn. Và sẽ có một cái những cái điểm nhìn, ví dụ như là điểm gương chúng ta nhìn rất là thoáng, nó không quá nhiều những cái điểm mù như các dòng xe khác. Và rất dễ là sử dụng đối với dòng xe này. Thì các bác có thể nhìn thấy được là chiếc xe nó cũng có trang bị cho mình cái quý giá hơn đối với bản đủ, đó chính là xe ghế, là hai bên cái xe ghế, đó chính là bên lái và bên phụ. Nhưng các bác có thể nhìn thấy đây, hai là bên nút ấn, đây là sử dụng cho bên lái và đây là sẽ là bên phụ. Đối với mùa đông mà chúng ta bật lên thì thực sự đây là một chiếc xe mà cũng có đầy đủ khá là nhiều những cái chi tiết mà những dòng xe sang, những dòng xe đời cao mà nó có, mà nó cũng có luôn. Và đối với hàng ghế sau thì các bác có thể nhìn thấy được, đó chính là đây là một hàng ghế có thể nói là cũng khá là rộng rãi. Và phần ghế sau này thì hoàn toàn vẫn là chỉnh cơ cả, nó chưa có chỉnh điện. Đối với phiên bản đời cao không biết có hay không, nhưng chiếc này về cơ bản nó cũng không có. Và về phần nhựa, về tất cả các tân ni thì vẫn đều, bốn cả tân ni thì không có gì nó quá cũ. Nói chung là nhìn nó khác, còn rất là nuột, không có gì để chê đối với dòng xe này. Thì về cơ bản thì chiếc xe có vậy thôi. Thì ngay bây giờ thì em sẽ cho quý vị các bạn có thể xem được cái bộ máy của dòng Hyundai Santa Fe này nó nổ như thế nào, và nghe cái tiếng nổ của nó, và nghe cái độ rung của máy như thế nào. Ngay bây giờ mà anh em cùng đến phần khoang máy. Con chỉ cần mở lắp cabo của nó ra thôi thì chúng ta có thể biết được một cái nó rất là tiện nghi, đó chính là xe nó cũng có trang bị cho mình, đó chính là hai căn chân chống thủy lực. Nó không giống như những cái dòng xe khác mà chúng ta phải chống bằng cơ, lật lên rất là nhàn nhã. Các bác có thể nhìn thấy được, đây là máy dầu và đã có sử dụng, đó chính là turbo không gió, nó hút gió vào, sử dụng turbo. Nó cực kỳ tiết kiệm đối với động cơ 2.0 này, thì nó là một cái động cơ mà xăng dầu ăn khá là tiết kiệm, còn khoảng 6-6.5 lít. Và các bác có thể nghe được tiếng máy nó lổ khá là giòn. Có thể nói là nếu mà Ford Everest đời 2007 và 2008 có mức giá 350 triệu thì cỗ máy của nó lổ, em khẳng định với các bác là không thể nào êm mà không thể nào giòn giống như dòng Santa Fe này được. Bởi vì sở dĩ Santa Fe nó có thương hiệu thì khá là lâu rồi. Các bác có thể nhìn thấy khoang máy của nó thì nó cũng cũ theo thời gian thôi, nhưng về các bạn thì nó cũng khá là nguyên bản. Thì nhìn nó không quá là ướt và máy nó không quá là cũ, nó vẫn còn rất là sáng. Nếu chúng ta bỏ tầm khoảng 400.000 ra mà chúng ta đi vệ sinh lại khoang máy thì thực sự đây là một cỗ máy rất là sáng và rất là sạch, rất đẹp. Và phần trên các bác có thể nhìn thấy được, đây đó chính là một cái lỗ thông gió nó hút ở phần trên mặt, ở phần ga lăng này vào để nó thông gió nó vào phần này, nó phần turbo, nó tạo ra cái xe có thể tiết kiệm hơn rất là nhiều. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua thì hãy liên hệ em theo số điện thoại 0966 668 121
địa chỉ của em ở đội 1 xã An Phụng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Còn như ngày hôm nay thì như em đã nói là đăng clip ở ngoài đường và tiện nghỉ bữa trưa thì em tiện em quay thôi, chính vì thế là không có biển ở đây nên các bác sẽ rất là khó để biết số điện thoại của em. Cũng chẳng có gì nói hơn thì chúc anh em sẽ sớm mua được những chiếc xe mà ưu tiên nhất để phục vụ cho gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.